Hello cả nhà, bây giờ là tiếp tục Hùng Lý sẽ tương tác với lại chị hai bánh mì. Chị bánh mì là cũng được rất là được cộng đồng LGBT chị em thương mến, và cũng được cộng đồng mạng một số thì anh chị em rất là mến chị hai, vì chị hai rất là vui tính. Đây là Hùng Lý sẽ tính quà của chị hai cho cả nhà nha. Hello. Rồi cảm ơn hai là Hùng Lý khỏe nè. Trước khi mà tương tác này, hai giờ hai đeo hai cái biết thì vô giùm Hùng Lý nha. Đó. Hai rất là dễ thương nha cả nhà, vui vẻ lắm. Bây giờ hai biết luôn hai kênh á. Thì trước khi Hùng Lý tương tác với hai thì Hùng Lý sẽ sơ lược những cái món của hai trước, sẽ tương tác sau nha cả nhà nha. Đây, gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn với hát cảo. Hát cảo nè. Dạ. Còn cái này là cái đó là gỏi mình ngâm để mình ăn chung với hát cảo luôn. À giống như thay thế đồ chua vậy đó đúng không? Cái này là hát cảo hấp, còn ai ăn chiên thì mình sẽ chiên hát cảo chiên. Hôm bữa giờ hai hình như là hai vô sau mấy cái sập kia đúng không? Không, là... em vô cùng luôn á. Vô cùng luôn em hả? Em vô cùng luôn, nhưng vô mà cùng. Em bán sau một ngày. À vì hai còn là công việc, công việc. Em vô trễ một ngày. Đó, Hùng Lý nghĩ là nếu mà hai lên kênh thì chắc chắn là cả nhà sẽ biết hai, vì hai cũng gọi là cũng hoạt động trong nghệ thuật, cũng đi hát đồ này nọ, nên là nếu mà anh chị em ở trong cộng đồng LGBT thì sẽ biết hai, và một số anh chị em ngoài cộng đồng cũng vậy nữa, nếu mà xem YouTube hoặc là xem những cái chương trình mà về lô tô hay là hát đồ này nọ thì sẽ biết hai nha cả nhà nha. Thì bây giờ là trước hết thì Hùng Lý sẽ để hai tương tác với cả nhà mình, thì hai cũng rất là lanh nên hai sẽ tự tương tác được nha cả nhà nha. Đó, hai chào cả nhà. Kênh này là kênh Sắc Màu Sài Gòn và kênh Sức Sống Mới nha hai. Hello cả nhà, chào kênh Sắc Màu Sài Gòn và Sức Sống Mới. Sức Sống Mới. Em run quá. Trời ơi, hai mà run. Hai là sân khấu, hai còn không run nữa. Lâu quá rồi, bây giờ em rất là run luôn á, thật sự. Mấy tháng rồi không có được lên sân khấu đúng không? 4 5 tháng. Rồi ôi đó. Thì bây giờ là hai từ từ đấy, để cho hai lấy cân bằng lợi nha cả nhà nha. Đó. Dạ. Là bây giờ chứ hỏi đi chứ muốn gì nè. Bây giờ là muốn hỏi hai là dạ, ở đây là mẹ, có bán đục cua, hát cảo hát cảo mềm mà hát cảo này. Mì mới ra đó mua đó. À đúng rồi, nãy mua 3 hộp. Dạ. Hai có thể dỡ cái nồi coi cho mọi người xem. Đây là cái nồi hát cảo đang hấp rồi nha. Đang hấp nè cả nhà. Wow, khói bốc lên. Đó nha mọi người. Wow. Với lại hai chuẩn bị có một cái món nữa là món chân gà sốt chua ngọt. Xương gà sốt chua ngọt. Món đó dễ ăn lắm hai. Rất là ngon, thực ra chân gà đó hai làm rất ngon, nhiều người rất thích luôn, nhưng mà tại vì không có thời gian để hai làm. Cái thứ nhất là chân gà đang mắc. Tại vì hai làm là chân gà rút xương chứ không phải là chân gà vô luôn. Đúng rồi. Nha là nước luôn. Đúng rồi, rất là ngon, nó giòn mà rất là ngon luôn đó. Rồi Hùng Lý hỏi hai, ví dụ mà hai đã bán ở đây rồi thì phải hai đã bị gọi là bị nhốt chân ở đây rồi, thì những sau này mà những cái lúc này hai đi hát á thì có ai mà phụ hai để coi cho hai, để hai đi hoạt động cái nghệ thuật mà cái nghề mà hai cảm thấy rất là yêu thích đúng không rồi. Thì thật sự là nếu như mà có dù có show đi diễn hoặc là đi phim hoặc là đi kịch đó thì đương nhiên là phải sắp xếp, tại thực ra là hai cũng đang kiếm người để phụ. Tại vì không những là hai làm ở đây mà giờ hai còn quán cà phê nữa. Wow, trời ơi, kinh doanh quá trời luôn nhỉ, cả nhà rất là giỏi luôn. Quán cà phê nha, là cái thứ hai. Thứ nhất, cái thứ hai là kinh doanh về những cái mặt hàng mà như là bún, hủ tiếu, bánh canh. Là mình bỏ xỉ cho người ta đó, mình bỏ xỉ cho những nơi mà người ta ở ngoài. Rồi, hôm bữa Hùng Lý thấy hai chở qua cho bé hai là cái đó mặt hàng của hai bán đó hả? Là những cái mặt hàng gia vị đó. Đó là hai bỏ xỉ cho bé hai để bé hai bán. Wow, cái đó mặt hàng bữa tưởng hai chở qua là tưởng thuận tiện hai đem qua giùm luôn, đó là mặt hàng của hai bán luôn. Ví dụ như bé hai mua ở ngoài chợ là nó sẽ mắc. Còn hai giao qua là hai giao số lượng nhiều nó sẽ rẻ. Review luôn, review số điện thoại luôn. Hai đặt hàng. Nếu mà mọi người mến chị hai thì nhớ ủng hộ chị hai nha. Quán cà phê của hai ở 100 Nguyên Hồng, phường 1, Gò Vấp. Còn hai cũng kinh doanh về những mặt hàng như là bún, hủ tiếu, bánh canh, nói chung là mặt hàng về thực phẩm đó, thực phẩm gia vị sỉ lẻ luôn. Số điện thoại của hai là 0702960636. Có gì mọi người cần thì cứ liên hệ với hai nha. Và nhớ là nói là bát Hùng Lý, chị của chị hai là sẽ được giảm giá chút xíu nữa nha cả nhà. Quên nữa, chế nó nghe nè, em cũng nói luôn, khi mà chế làm từ thiện á mà chế có cần những cái gì liên quan tới những cái thực phẩm của em, ví dụ như bún rồi nọ mà bún, bánh canh, hủ tiếu, nói chung là những cái gì liên quan tới những cái thực phẩm. Ôi, Hùng Lý đã có một đời lấy sỉ nữa để sao để bắt từ thiện nha cả nhà. Em sẽ tài trợ 100% cho chế về cái phần đó, phần gia vị. Thí dụ như là chế nấu bánh canh hủ tiếu đi, là em sẽ tài trợ cho chế hết về phần bánh canh hủ tiếu luôn. Wow, thậm chí là gia vị. Ôi dạ, cái này là Trời ơi, em đã có một người, em đã có một nhà hảo tâm đồng hành cùng em nữa cả nhà. Em không nghĩ là hôm nay em đi đến quay. Say. Hello, nice to meet you.
xây. Ôi trời ơi, hôm nay bà đẹp như vậy trời, thôi chưa hết dạ, rồi. Hết cả 25-30 ạ. Bây giờ Hùng Lý sẽ vô quầy để kêu Hai làm cho Hùng Lý là dĩa há cảo để tương tác với Hai gần trong đó cho dễ nha cả nhà nha. Đó bây giờ em gấp này chỉ gấp thành phi cho người ta nha. Không, chứ không gấp thì chứ làm gì biết không? Chứ làm gì? Chứ đứng chứ bà chứ quảng cáo nè, bắt đầu em gấp okay, là bắt đầu. Rồi. Em vừa làm và là mọi người sẽ tập trung vô nè. Đúng rồi nha. Hello cả nhà, hiện tại bây giờ Hùng Lý đang đứng ngay chỗ quầy của chị Hai thì bây giờ thì chị Hai đang múc há cảo ra cả nhà nhìn nè, đó. Trong cái hộp này một hộp này là bao nhiêu hay hả? Một hộp này là 25. Tùy 25. Khách, ví dụ khách muốn ăn 25, 30, 35 vậy tùy. À cái này muốn mua nhiêu thì tùy. Đúng rồi, quan trọng là người ta đi bao nhiêu người thôi đó. Đây nè, Hùng Lý cầm để cho hai múc vô nha cả nhà. Bây giờ chị bỏ vô nha đu đủ. Đó. Anh ăn cay không ạ? Ít cay ha. Đó mình cứ bỏ vô. Con thấy có ngon không? Quậy vậy là bỏ nước tương riêng hay là đổ vô luôn? Tương vô luôn. Là dưới đây là 25.000 dạ, 25.000. Chứ lấy giùm em muỗng với cái ghim nha. Cái ghim nè. Đó, ghim vô cho em rồi đó. Rồi. Rồi, chị em dở nha. Rồi, cái này là thường thường là mình phải đổi phiếu. Nhưng mà bây giờ đang lu bu quá, một lát này sẽ đổi phiếu sao ha. Ờ, xin lát thôi. Xin lát con ra con đổi phiếu giùm hai đi. Xin lát 25 tiền mặt, 25 tiền giấy. Con gái của cái gì? 25 tiền mặt, 25 tiền giấy. Cắt thì anh đợi em xíu nha. Đó, bây giờ chế ăn không? Em làm cho chế thử. Bây giờ chế ăn là chế bị vô đây, chế ăn này, bây giờ chế mới vô đây. Chế mày dắt vô luôn đi. Rồi bắt đầu. Cả nhà ơi, bắt đầu em cao lên cho cả nhà. Em cũng cao lên nha. Rồi. Cả nhà hãy đến ủng hộ quầy của chị Hai nha cả nhà nha. Có những món ăn thật là ngon. Nói chung là món ăn dân dã nhưng mà đậm chất. Nó là thuộc là món ăn quen thuộc luôn, ai cũng biết luôn. Già trẻ lớn bé gì ăn cũng được hết. Đó, đúng rồi. Em bé cũng có, em nhỏ cũng thích ăn món này lắm. Người già cũng thích nữa. Đó. Nhưng mà nói gì nói nha, em nói rồi, thí dụ chế có làm từ thiện những cái gì liên quan tới những mặt hàng của em. Nhưng mà chế làm thường quá, chế gọi hoài có em bị la không vợ? Không, em là từ thiện, không gì. Nếu mà từ thiện được em rất là vui, thật sự. Ok. Giống như là khả năng em làm một mình không được. Hình như hôm bữa mùa dịch chế nhớ là hình như là hai có tài trợ chế một lần cái gì nè. Hôm bữa hình như có tài trợ chế một lần cái gì đó đó. Thì nói chung là cũng có đồng hành với Hùng Lý nho nhỏ gì nha cả nhà nha. Nói em chung là hai có làm thiện nguyện. À, nói chung là những cái mùa dịch đó thì chị thấy là hai cũng dù không biết nói là mình làm to lớn gì nhưng mà mình cũng bỏ một chút xíu cái gì đó vào cái của mình làm. Ê, đừng có giật cái ghế của chị nha, đưa té nha, đưa cho đàng hoàng, không có giỡn nè, đưa giật cái ghế ra đó nha. Xin lết em quá vậy. Ồ cái mặt đẹp quá, chị ăn này không, chị ăn gỏi không, chị ăn gỏi không, chị ăn gỏi nè, gấp gỏi cho chế đó. Thành thử ra là chị biết xong, nhiều lúc em cũng muốn làm lắm nhưng mà nhiều lúc cái khả năng của mình nó không tới. Thành thử ra là em giống như là những cái nơi nào mà họ cần em vẫn liên hệ, em vẫn giống như là em nhờ giới thiệu. Khi mà những cái nhà hảo tâm đó họ cần nấu bất cứ cái gì cũng được liên quan tới gia vị và liên quan tới những cái mặt hàng của em sẵn sàng em tài trợ 100% hết, em không lấy tiền gì hết. Vậy là mỗi lần nếu mà không có Hùng Lý có làm thiện nguyện á, Hùng Lý sẽ nhờ hai và hai tài trợ. Hùng Lý sẽ để số điện thoại của hai lên đó, để cả nhà mình có gì ủng hộ cho hai để hai có thêm kinh phí và hai lấy cái những cái tiền đó hai thí dụ mà đổi lại đúng rồi lại để thí cho dụ, những cái phần từ thiện một khác. Ví dụ một tuần á, ví dụ tuần này chế nấu bánh canh đúng. Thì em sẽ tài trợ bánh canh và rau củ cho chế, là chế chỉ việc nấu thôi. Wow. Đó gia vị. Còn ví dụ tuần sau nữa là chế tài trợ hủ tiếu ha, bún của chế Hùng, để đó đi, đó là em sẽ tài trợ hết luôn. Wow, ok đó. Cảm ơn hai rất là đó. Nhiều nha, nhớ nha, nhớ cảm có gì liên hệ với em nha. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn kênh Sức Phấn Mới và bây giờ trước khi Hùng đi Sắc Màu Sài Gòn. Sắc Màu Sài Gòn em thật sự là sửa nhiều quá, đâm ra nói một lần không nhớ mà nói mấy lần mới nhớ. Em sửa nhiều quá được tại sao sửa riết mà em trước hai lần em xong rồi. Sửa riết mà không đeo khẩu trang được mà không kéo lên được là không chị hiểu rồi đó. Kéo lên cái nó bị cộm cộm đầu mũi đó nè. Em đón nó ra rồi thấy không? Đúng rồi chứ thấy đó, rồi chứ thấy em vô là một lát đất đó. Bây giờ là Hùng Lý với hai một tấm hình thì mình có hình cho chế với hai đây rồi chứ ăn mình mở khẩu trang ra cho dễ được. Đúng rồi mình mở khẩu trang. Hộp này là bao nhiêu nè? 25.000 đó. Rồi rồi nói lại 25.000 em gửi cái lại 25 rồi nha. Rồi chúc em buôn bán lucky nha. Ok cảm ơn. Ok với bài hai nè, nhớ nha, làm cái gì nhớ gọi cho em sẵn sàng cho tài trợ những cái vật đó rồi. Nhớ không được quên em nha. Ok hai rồi rồi bây giờ nha, bắt đầu tới ngày trái cây dĩa của em Hứa Vĩ Văn mà một người em này cũng từng lên kênh Sức Sống Mới với Hùng Lý mới tết vừa rồi là em làm make up cho Hùng Lý mà đi chụp hình xuân nha cả nhà nha. Em cũng là trang điểm nha cả nhà.
Trước khi mình tương tác với lại Hứa Vĩ Văn thì Hồng Lý muốn quay cái quầy của Hứa Vĩ Văn cho cả nhà. Sao lúc rồi? Sao cái lúc mà em kẹp biết cho mấy em bóng kính á, em bóng gung, mà sao em kẹp cho Bảo Nhi với bé Hai rồi lại em gung mà cả nhà. Em thấy hai cái núi em sợ. Trời em sợ gần chết luôn á thiệt á. Rồi trước khi tương tác với Vĩ Văn mình lại cái quầy của Hứa Vĩ Văn nha cả nhà nha. Đã rồi. Đây là cái quầy của em. Dạ đang giọt hết. Anh em bán được không Văn? Dạ được. Wow. Nói chung là cũng nhờ là số lượng từ khách lô tô vô và mọi người cũng biết tới cái quầy thật này. Đó. Thôi cho em chào trước đi. Rồi em chào trước đi. Kênh anh Sức Sống Mới. Kênh Sức Sống Mới và Sức Mới. Rồi cho em xin chào mọi người ở kênh Sức Sống Mới. Dạ. Phan qua được từ á. Bóng kính là em không ém tài vì lý do là nói chung là em phải đẩy cộng đồng kính của em lên cho cả nhà nha. Mở khẩu trang rất là đẹp trai nha cả nhà. Đó. Chào cả nhà. Dạ, đeo khẩu trang đây, em đeo lên đi, em đeo đi cho mọi người thấy mặt thôi. Bắt đầu là kêu xấu thở khẩu trang ra nữa. Dạ. Rồi Văn nói đi. Dạ. Thì á cho em gửi lời chào đến kênh Sức Sống Mới nè. Sắc màu Sài Gòn Văn. Sắc màu Sài Gòn đó. Xin gửi đến anh chị và con cô bác. Đó. Thì bây giờ Văn tự giới thiệu về món ăn của mình giống như là Văn đang quảng cáo cho món ăn của mình đi. Dạ. Văn ăn có bán dưỡng gì? Cái làm tô luôn đấy không? Làm tô đấy không phải không? Làm tô luôn. Đó. Thì bên em nè có nè đu đủ nè, rồi thanh long đỏ nè, rồi bơ, rồi cái này gọi là sao chê và sao chê và đúng rồi. Rồi thơm. Rồi dưới là có mít. Đó rồi có dưa hấu nữa. Đó. Tôi còn có dâu ua nữa. Dâu ua là cái dừa mà anh tự sơ luôn. Một phần như vậy là bao nhiêu Văn? Dâu phần 40. 40 dạ. Chị Văn làm lên thành phẩm đi rồi. Dạ rồi. Đá Văn ha. Dạ. Chùm nước đá nhiều lên. Đó. Thì hôm nay là cũng lâu lắm rồi đó. Dạ, em mới chế mới gặp lại. Nói chung là trong cái mùa dịch đó thì em Hứa Vĩ Văn cũng là một người làm phục vụ cho thiện nguyện rất là năng động luôn cả nhà. Nào là nói chung là đem đến cho những nơi mà gọi là F0 cũng đến luôn. Giống như là lúc đó trong lúc đó là hỏi gia đình em cũng ngơ một thời gian ở lúc đầu nhưng mà mình sợ ảnh hưởng gia đình còn người lớn, nhưng mà gia đình cũng ủng hộ, nói là thôi con cứ làm đi, ba mẹ ủng hộ con, hai tay hai chân cả gia đình luôn. Thì lúc đó mình bỏ mạng sống mình ra bình thường thôi. Thì bây giờ mình làm luôn, lăn xả luôn, thì suốt 4 tháng trời là em vô tâm dịch luôn. Là vô những cái khu cách ly. Mà khi làm gọi là không muốn ngừng đúng không? Dạ làm rồi không muốn ngừng, tại vì sao? Lúc trong lúc đó người ta đang cần mình nhất, tại vì mình đi được. Và mình có những cái có cái lực gì đó nhiệm màu lắm, người ta tụ gì cho em. Đúng giống như em với chế luôn nè, tiên truyền F0 á. Có nhiều người rồi tự tử rồi chết, nhưng mà người ta chưa có hiểu cái kiến thức của cái bệnh á. Nghe bệnh ta sợ. Dạ đúng rồi, người ta rồi tự tử, người ta chết. Chết trước, nhưng mà em nói nó chỉ là cũng là cái căn bệnh sốt nhẹ thôi. Mà tại vì cái đó khu lâm mới là bùng phát lên, người ta người ta cũng sợ. Dạ đúng rồi. Đã thương chế. Cảm ơn thương của em nữa nè, đừng có nói gì. Cảm ơn thương em cũng sợ lúc đầu, nhưng mà mình đi vô rồi, mình dám đối đầu với tử thần rồi, thì mình không có sợ chết nữa. Bởi vậy Hùng là Hùng Lý đó, thật sự á là thời gian mà phút mà em Hứa Vĩ Văn mà thiện nguyện mà hai anh em Hứa gặp nhau được á, Hùng Lý vẫn luôn theo dõi những cái hoạt động của em tối về, cái thực sự thấy thương lắm. Mọi người nhắc tới thì rất là cảm thấy rất là chạnh lòng luôn. Có những lúc mà có những cái lời ra tiếng vào mà mọi người biết là thiện nguyện là rất là tế nhị. Yeah. Nên ra là dễ bị lời ra tiếng vào, mà nếu mà mình không kiểu như là mình không có tinh thần thép á, sẽ rất là dễ bị gục ngã. Yeah, những cái lời nói ra tiếng vào. Rồi tối em về nhiều khi em ngồi live stream em cũng khóc, rồi em nói là lúc đó em cũng bán một chút ít cải đồ này nọ, mà bán cái giá thì kiểu là giá để cho người dân mà được dùng luôn, giá mềm đó rồi. Nhưng mà người ta lại nói là mình lấy đi từ thiện để mình làm kinh doanh. Dạ. Đúng không? Đó rất là nói chung là nhiều lời ra tiếng vào. Cái đồng tiền mà chúng em làm từ thiện á nha, là tụi em không nhận bất cứ xe ga nào hết. Cái đó là các anh chị tự bên bển hay là các anh chị tự nhìn vào, tự đúng nhìn rồi vào, là người ta tự mua tới, người ta đem tới rồi. Là khi mà em làm nó có sao kê rõ ràng trên trang Facebook luôn đó. Nhưng mà do năm thì biết rồi, nói chung là làm cái gì cũng không bằng lòng hết. Dạ, đâu đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là mình phải đối đầu. Dạ. Là mình sẽ vượt qua được cái này. Đúng á, mình làm đúng với tòa án lương tâm của mình là mình không có gì mà sợ. Đúng rồi, tối ngủ ngon. Dạ đúng rồi, mình làm an yên rồi sắc của mình. Đúng rồi, tối mình ngủ ngon. Đúng rồi, đó đó đó. Đấy, em với chế em nè, thấy không? Lúc nào cũng trên bình thường, bây giờ ai nói gì cũng vui. Đúng rồi, nói chung cũng chạnh lòng lắm, phải cố gắng lên chứ đúng nhiều rồi. Người đang cần mình lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới cái tô của mình, trời ơi, cái này là Hùng Lý xỉu luôn á. Trời ơi. Ôi ơi, cái này là Thái với lại hả Bambi đang phụ chế luôn nè. Thái thèm chảy nước miếng. Hồi nãy giờ á đang đi vòng vòng mệt. Dạ. Ghé ngay cái quầy này là đúng cái quầy mà gọi là cái quầy cuối cùng mới ở nhà nha. Thì em đi ra ở quầy trước em coi lô tô nha cả nhà. Đó, cái quầy cuối cùng bây giờ là quậy lên chứ. Cả nhà quay vô cả nhà. Ngon lắm.
có dâu u nè, còn có sugo, sữa đặc béo lắm. Đang khát nước cửa này là quá ngon, giống như là gọi là chứ mình giống như là chè Thái vậy đó. Dạ, đúng rồi đó. Nhưng mà nay em mít theo những cái vị ngọt, không có đồ chua trong người. Nếu mà 40.000 dù tô thì quá dạ, ngon luôn, có dâu u đồ đó, dâu u nữa. Bây giờ khát nước quá em không muốn ăn, có nhà bây giờ hút, em chỉ muốn hút thôi cả nhà ơi, em thấy cái nước đã quá. Nghe điện thoại gửi anh Cường vô đã quá. Nhưng mà trong món đối với nhà mình, nếu trong trái cây á, cái nhà sẽ đón được là Hùng thích món gì nhất không? Cái gì béo lại bằng trước, em thề luôn, em nói gian, em không hề nói cho cái nhà mình cười nha. Em thề trong đây, nếu mà trong món này mà em chụp trước là em sẽ cái này trước. Bơ đó. Cái vô là em tự làm luôn, không có lấy ở ngoài. Sơn, dẻo quá, dẻo quá. Căng không? Em hỏi hai trên nha. Em không dám chọc cả nhà mình ở đâu. Em thờ cả nhà đinh em quá. Em hỏi hai cái kênh á, Bam Biên với lại Thái á. Đó, có bán hiệu nữa nè. Hiểu quá. Đó, hiểu đó. Có quay trước đi lại luôn đó. Trái cây Tô Hứa Văn nha cả nhà. Số điện thoại Zalo luôn 0935170733, Facebook Hứa Vi Văn luôn. Và có thể bóc tô. Sao 22 giờ cả nhà? Bóc tô sao 22 giờ. Với lại em cũng làm trong ngành make up. Dạ đúng rồi, em làm make up luôn. Ví dụ anh chị nào đi tiệc tùng hay là make up nam, make up nữ, sự kiện, tiệc cưới vân vân thì em làm được hết. Em làm theo cái kiểu là chuyên viên make up. Rất là cái thế có làm em được. Cái tiệc của em thời gian định sao? Dạ vẫn còn là. Vẫn còn, dạ, ban ngày là em vẫn làm. Dạ đúng rồi, bây giờ lên đây. Dạ đúng rồi, tối mới chạy lên đây. Cái showroom của em, cái salon của em địa chỉ mấy? 665 đường 53, phường Tân Quy, quận 7. Là cái nơi mà cái tiệm của em Hứa Vi Văn, cái trụ sở của em để làm make up dự tiệc cho cả nhà nha. Đó. Nó làm nail rồi các thứ luôn. Đó. Tâm lai để cái tên chị em là Tâm Lai nha. Tiệm tên gì Văn? Tiệm nó tên gì Văn? Dạ. Của Hương Hương Người. Dạ tiệm nó tên là Tâm Lai. Tâm Lai. Dạ đúng rồi. Tâm Lai. Để em cái nha, nó vô. Tâm Lai. Ngon quá. Anh nhập lại cho em tô quá, anh nhập lại cho em tô quá. Đó. Hồi nãy nửa trưa vô có tan ra, giờ mới tan ra nè. Nó béo béo. Nó mới quậy đều, nó mới ngon. Cái này mấy em không có tiết kiệm, chó cũng thẳng tay, nó ngon. Đã quá. Thôi bây giờ là clip thời lượng, clip cũng có thời hạn. Bây giờ Hùng Lý và Hứa Vi Văn sẽ kết thúc clip rồi. Hùng Lý sẽ đi ra trước xem lô tô cho cả nhà, xem thơ vương diễn. Hứa Vi Văn, em kết thúc clip đi rồi. Em có đôi lời nhắn cả nhà mình có đi chơi lô tô ủng hộ em này nè rồi đó. Đó mọi người, anh chị em mà có đi chơi lô tô gánh hát Hương Nam á, tại là chợ đêm, tầm xe kênh Tương Hóa, phường 3 quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì các anh chị, cô chú, anh chị em đồ á, mình ghé cái gian hàng như là gọi thuốc có đầy đủ hết, thì ghé lại ủng hộ chị em chúng em. Đó, thì kết thúc clip thì em cũng gửi lời chào chúc sức khỏe đến mọi người. Rồi, xin chào cả nhà mình và hẹn vào clip sau. Yeah.